Dạ, nó chào các con Trần Vương, Phương Lê, Cao Quỳnh, Lê và con Trần, nó chào các con nha. Nguyễn Thanh, Hoa Sen, Trần Vương, Lê Thị Thảo, Mộc Miên, Quỳnh Bích Thu, Sen Hồng, nó chào các con nha. Liên Đan, Nguyễn Nguyễn, Kimberly Nguyễn, Dạ Thảo, Nguyễn Thi, Trần Thu Quân, Kimberly Nguyễn, Tạ Minh Nguyệt, nó chào các con. Bữa nay có chuyện gì Thì để nói anh Thanh? có chứ, có chuyện cô hoa hậu bảy màu Như Quỳnh, Dạ Thảo, Nguyễn Thi. Đúng ra hôm nay thì lại má cũng không có live stream, nhưng mà sáng vô tình má mở lên cái Facebook của cái YouTube của cái em gì đó đưa lên, là nghe nói hoa hậu môn gì đó bảy màu gì đó, nói cái câu mà Hồng Loan 37 tuổi rồi, mà mỗi lần sao nhắc nhớ đến ba, nhớ đến ba. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, cái người cái đấng xưng thành sanh ra mình mà ta nhắc tới mà cổ nói như vậy, là cô đó nói như vậy, tất nhiên là cổ là loại người gì vậy? Má nói thật với con nè, má năm nay má 71 tuổi rồi nè, má vẫn còn in hình bóng cha của má và bà nội của má. Mà những ngày giỗ con biết không, má còn nhớ cái ngày mà má còn nhỏ trên Campuchia đó, rồi ba dẫn đi ăn hủ tiếu mì người Tàu. Mà con biết hồi xưa á, hủ tiếu mì người Tàu mình nó hẹ là làm bông hẹ chứ không phải là lá hẹ như mình ở đây. Rồi ăn má còn nhớ ăn yếm rùa á, tất nhiên người ta làm bây giờ ở đây là không còn làm nữa, là có người qua. Rồi bà nội dẫn đi ăn này kia, nói còn nhớ mà. Cái đấng sinh thành của mình mà là 37 tuổi, má 70 rồi nè, mà đó bao khi má còn nhớ là ba của má, với bà nội của má. Ủa cô ấy là người gì vậy? Vậy là cái cách của cổ nói chuyện á, là một người là hoàn toàn không đạo đức, không nhớ đến sinh thần của mình. Ngoại trừ thằng cái con, ví dụ giờ chù ra cho một 90 tuổi đi mà nếu còn minh mẫn, cũng phải nhớ đến ba má của mình và bà nội của mình chứ. Cái con người nói như vậy là họ lộ nguyên cái bản chất của họ, bản chất không có nhớ cội nguồn, bản chất vô ơn. Cái bản chất gì mà nói chuyện ra mà nói được như sau này, con của em á nha, con của em á, nó đối xử em, nó có gia đình rồi nó không biết em là ai cơ. Đây là má nói cho các con nghe, đây là đến lúc mà cậu khai khẩu tất cả những người mà phản phúc. Má nói thật với con á, mình sống á là mình được lập kiếp người rồi, thì mình phải có nhân cách của con người. Cô đó không có nhân cách con người, mở miệng ra nói 37 tuổi rồi, mỗi một lần nó nhớ tới ba, nói tới ba, trời ơi sao tồi bại vậy, là lỗi người gì? Nó xin lỗi cho con cá bảy màu, cũng con cá bảy màu còn có giá trị hơn, nó được con 5.000 á. Má thường mua cá bảy màu mới nuôi đó, mà cái loại người này là coi như là các loại côn trùng. Hoa hậu gì, hoa hậu môn, hoa hậu gì, đúng là cái loại mất dạy. Nghĩ làm sao mà dám nói một câu 37 tuổi rồi mà hở ra tôi nhớ ba, nhớ ba. Ủa mày cầm chén cơm mà ăn hả, hoa hậu môn, hay là cầm cái cúp mày ăn mà nói chuyện cô nói đó? Sao cái loại này nó ngộ ghê. Hình như bên kia nó cho ăn uống ba cái gì là ba cái đồ mà nó thải ra rồi, y chang như là thằng Lý Thông cũng vậy, nói ra rồi hồi là nói to là những nghịch lý, không phải là con người nói chuyện mà phải là con gì. Cái thứ loại này mà ra rã trên đó không biết dục sao vậy. Cái đấng sinh thành của mình mà mình đã không nhớ, 37 tuổi còn nhớ gì nữa.
hay là có chồng rồi là chỉ nhớ chồng thôi, nhớ cái củ lông quờn của chồng mình, hay nhớ cái gì? Đồ vô lỗi, hôm nào mới nói thẳng đồ vô lỗi thật. Không xứng đáng, xong không xứng đáng với con cá bảy màu, đồ súc vật. Cha mẹ mình không nhớ, để ai vô ơn, cái loại nào vô ơn? Không những vô ơn mà những loại mất dạy, những loại không có nhân cách của con người. Tao nói cho mẹ nghe là con bảy màu, con qua hộ môn. Sao mày với con tiên giống nhau quá, con tiên cũng vậy luôn. Rồi thêm con bán bánh tét lộn á, cũng vậy luôn. Cái loại mà y chang nhau, không khác một chút gì hết trơn. Mở miệng ra nói được cũng hay thiệt. Tao báo cho mày biết, tới lúc tụi mày bị cậu khai nghiệp rồi đó, tụi mày chờ đi nha. Đồ có thứ bảy màu, bảy mốc gì. Đúng là qua hộ môn thiệt. Trời đất ơi, cha người ta có quyền, người ta có quyền nhớ. Đó là cái đứng sinh thành đẻ ra người ta. Còn mày không nhớ là cái chuyện của mày. Mày vô ơn là cái chuyện của mày. Mày mất dạy là cái chuyện của mày. Sao mày nói chuyện ra rồi tao thấy mày làm sao vậy? Đồ gì đâu mà mất dạy tới mức độ cha mẹ mình cũng không cho nhớ ra là sao? Hình như là tao nói với mày cái xã hội này bây giờ còn sót một mình mày hay sao á. Mày nói tới cái câu đó là tao thấy mày không có ra gì rồi. Nó nhớ ba nó, đâu có nhớ ba mày đâu. Sao mà mở miệng mày cũng nói được vậy? Thằng Sạc Thành nè, là thằng Lý Thông á, tao nói thẳng tên Sạc Thành luôn. Rồi cái con heo nái thiếu nọc là thứ hai, mày là thứ ba. Y chang nhau rồi đó, đi một xuồng rồi đó. Mình người lớn mở miệng ra có quyền nói, nhưng nói như thế nào đó, nhưng mà nói cái câu không cho ta nhớ tới ba ta thì bản chất mày là không ra cái giống gì rồi. Ha, mày cứ để sau con mày á, nó có chồng rồi nó đi, cái nó quên, nó không biết mày là ai hết trơn. Mày tới nhà nó chẳng mở cửa cho mày vô, đâu có nhớ mày đâu. Nó cho mày vô. Lớn rồi, già rồi, mặt mày cũng đẹp, mà cái tâm thì nó tối tâm, tối u như mực. Luôn cái tao nè, tao già cỡ từng tuổi này, tao còn nhớ tới ba tao, bà nội tao. Tao nhớ từng cái lúc bà nội tao lớn tuổi, lưng còng nữa. Ba tao bệnh tao cũng còn nhớ hoài. Cái người sinh ra mình, cũng coi như là hai người đó là Phật của mình đó. Cha mẹ mình là Phật của mình đó. Trời đất ơi, mày là quỷ là cái gì vậy? Tụi kia bên đâu nó phải là con rắn mà nó có nọc đâu, mà nó phun nọc cho tụi mày y chang nhau vậy. Tao từ nhỏ, tao thật cho mày biết, tao từ nhỏ, tao nhớ bà nội tao tới bây giờ, tao vẫn còn nhớ ba, tao vẫn còn nhớ. Từ lời bà nội tao, tao hồi nhỏ đã có những cái, má có biết không, má hồi nhỏ có những cái này à. Má ra đường á, gia đình má thì không có nghèo đâu, gia đình má cho thuê nhà luôn mà, ở trên Campuchia. Mà đi học về, lên đường về mà người ta xe than, người ta rớt á, một hai cục than á, má cũng lượm về nữa. Má lượm về mới đưa cho bà nội. Củi ở ngoài đường má cũng lượm về mới đưa cho bà nội. Nội nấu ăn. Rồi khi bà nội cũng giận, khi thấy má làm vậy, cái giận ba má. Mày thấy Nhân Thanh không? Nói ba má gì đó, mày thấy Nhân Thanh không? Nó bên lớn thôi à, nó ra đường nó gặp cái gì nó cũng lượm về cho mình để nấu cơm, nấu nước. Mặc dù gia đình không có giàu, không có nghèo con. Nhà cho mướn mà, đâu có nghèo đâu, nhưng mà cái bản chất má như vậy đó. Mà ăn nói như vậy là cái lỗi là lỗi gì? Chui với lỗ chung lên hả? Không ai sinh ra mình hả? Mở miệng ra biết bản chất mình là lỗi gì?
đây là cái nghiệp mày phải trả cho cậu Năm. Tất cả những người thư loại đó là coi như hầu như là khai khẩu ra hoàn toàn, nó nghịch hết, đưa lưng cho ta xem thẹn, xem thẹo. Hết biết luôn. Lần đầu tiên lịch sử mà không kêu một người, thấy một người để nhớ cha nhớ mẹ rồi bắt lỗi người ta. Lần đầu tiên lịch sử có một người như vậy. Má cũng không có muốn nói đâu, má nói thật tôi không biết á. Má không muốn nói. Nhưng mà khi cái câu mà nó nói là 37 tuổi rồi mà mở miệng ra nhớ cha, trời ơi trời. Má ơi, con gì vậy? Hầu như là xếp những loại trung súc vật không có con nào như vậy hết trơn á. Ráng mà nghe đi nha. Cái gì không hiểu được luôn, càng ngày nó càng lòi những cái đê tiện, mất nhân tính. Ra lòi ra những cái đê tiện nhỏ mọn vô cùng. Ăn xa bộ ăn cơm mà là cơm trắng cá tươi ha. Mặt mày sáng sủa, luôn cả những người bên kia cũng vậy, hình như là nó lây với nhau hay làm sao á. Không nói rồi, thật sự muốn nói thì nói mà không nói. Nhưng mà khi mà Hồng Loan nhớ tới ba mà nó bắt lỗi là nó không thể nào nó để ra, nó để nó nói được. Một câu nói mà mở miệng nói được là biết cái loại người gì. Cái vô duyên vô dùng, cứ mất dạy, cứ không nhân cách,